Nhằm triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12, nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh lần thứ 7, chiều ngày 2 tháng 8, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã ký kết và triển khai chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2023-2028. Với chủ đề tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giai đoạn 2023-2028, Trung ương Đoàn Thanh niên và Trung ương Hội Cựu chiến binh sẽ triển khai nhiều hoạt động, tập trung vào 4 nhiệm vụ gồm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cựu chiến binh, đoàn viên thanh thiếu nhi, tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống yêu nước và ý thức cảnh giác cách mạng cho đoàn viên thanh thiếu nhi, phối hợp quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, kịp thời nắm bắt thông tin, góp phần ổn định tình hình thanh niên cơ sở và phối hợp xây dựng tổ chức, góp ý tham gia xây dựng đảng và giám sát phản biện xã hội.